Chào các bạn tin nhanh 24/7. Triumph Bodyville T100 LED 2007 đầu tiên về Việt Nam. Triumph Bodyville T100 và T100 LED 2007 sở hữu thiết kế các chi tiết khác biệt so với mặt ngoại thất cũng như công nghệ, giúp xe trở nên hấp dẫn hơn so với phiên bản người tiền nhiệm. Những điểm mới bao gồm cổng sạc USB, hệ thống ga điện Raceway, kiểm soát độ bấm đường Traction Control. Ngoài ra, chiếc xe còn được nâng cấp trong bài viết bổ sung thêm những gói phụ kiện chính hãng cao cấp như chống đổ, hai túi đồ làm bằng da chất liệu cao cấp được gắn ở hai bên yên xe. Phiên bản Black khác biệt so với bản tiêu chuẩn chính là nước sơn đen mờ cực kỳ nam tính, được sơn hầu hết các chi tiết ở kim loại. Xe được sở hữu chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt 2115 x 715 x 1110 mm, chiều cao yên xe 790 mm, chiều dài cơ sở 1450 mm, trọng lượng không tải ở mức 213 kg, dung tích bình xăng 14,5 lít. Đèn pha tròn cổ điển cặp Sinan cũng thiết kế tròn theo truyền thống. Cặp ống xả Bicoster đặt đối xứng hai bên. Trang bị hệ thống phanh đĩa đơn có đường kính là 310mm ở phía trước và 255mm ở phía sau. Cả hai được tích hợp công nghệ chống bó cứng ABS. Mâm xe kích thước 18 inch lớp 100/90 ở phía trước và 17 inch 150/70 ở phía sau. Triumph Bodyville T100 LED 2007 sở hữu động cơ xanh đôi 8 van SOC đặt song song với góc lệch là 270 độ, phun xăng điện tử 3 điểm tương tự. Dung tích là 900 phân khối, tiết kiệm nhiên liệu hơn so với những phiên bản trước. Khối động cơ này có khả năng sinh ra công suất tối đa là 540 lực tại 5.900 vòng một phút, mô men xoắn cực đại là 80 Nm tại 3.230 vòng một phút. Xe có hiện bán tại các showroom thử mô tô 68 Lê Văn Lương, Hà Nội. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại clip kế tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.